Người lớn hãy hỏi tôi cần có một ước mơ chi không. Bạn tôi thích lớn lên được đi khắp muôn nơi, còn tôi không mơ như thế. Vì tôi mơ được ăn thỏa thích, dù biết không âu lo. Vì tôi thấy rất vui vào những lúc ăn no, giấc mơ đồ ăn ngập tràn mỗi năm. Vì tôi luôn có một chiếc phương đôi, phương đôi để ăn được hết tất cả món ngon trên cuộc đời. Nào cá, nào tôm, nào cua rất ngon, tôi ăn luôn cả rau. Vì ba mẹ tôi sẽ không lãng phí đồ ăn. Vậy nên tôi thích một chiếc phương đôi, phương đôi để ăn được hết tất cả món ngon cùng một lúc. Nào bánh, nào hoa còn thơm rất thơm, không quên kem thật ngon. Giờ béo thì ăn xong tôi đi tập thể dục. Tôi cần có một ước mơ chi không. Bạn tôi thích lớn lên được đi khắp muôn nơi, còn tôi không mơ như thế. Vì tôi mơ được ăn thỏa thích, dù béo không âu lo. Vì tôi thấy rất vui vào những lúc ăn no, giấc mơ đồ ăn ngập tràn vào năm. Vì tôi luôn có một chiếc phong đôi, phong đôi để ăn được hết tất cả món ngon trên cuộc đời. Nào cá, nào tôm, nào cua rất ngon, tôi ăn luôn cả rau. Vì ba mẹ tôi sẽ không lãng phí đồ ăn. Vậy nên tôi thích một chiếc phong đôi để ăn được hết tất cả món ngon cùng một lúc. Nào bánh, nào hoa còn thơm rất thơm, không quên kem thật ngon. Giờ béo thì ăn xong tôi đi tập thể dục. Người ta luôn nói rằng tôi ham ăn, vì trong lòng tôi thực ra rất yêu những mâm cơm mẹ nấu. Mẹ đi chợ xa thật xa, lúc hai bố con vẫn say giấc, mồ hôi mẹ rơi trong bếp vì tôi. Vậy nên tôi thích một chiếc phong đôi để ăn được hết tất cả món ngon cùng một lúc. Nào bánh, nào hoa quả thơm rất thơm, không quên kem thật ngon. Giờ béo thì ăn xong tôi đi tập thể dục. Giờ béo thì ăn xong tôi.